Hôm nay mình chơi lớn mấy bạn ơi, mình mở tiệc sinh nhật ở Caviar Russe. Nhà hàng Caviar Russe này là một trong những nhà hàng chuyên về caviar trứng cá tầm 4 đồng tiền ở New York mấy bạn. Để mở tiệc là mình kêu đại 3 ly cocktail. Ly đầu tiên là Lavender Highs có rượu Hennessy, mật ong với lại lòng trắng trứng. Kế tới đó là ly Eye of Tiger. Ly này là có hai thứ rượu pha với nhau, cộng với lại nước trái lê và thêm một ít thim, tức là húng tây. Ly thứ ba đó là ly Cucumber Cooler. Ly này có dưa leo, rượu Hendrix, một ít rượu xanh, nước chanh và rosemary, cây hương thảo. Để khai tiệc đó thì mình kêu 25g trứng cá tầm Celac Orcestra $95 mấy bạn. Thì cái này đó thì họ sẽ phục vụ chung với lại bánh mì, bánh xếp, khoai tây. Và họ sẽ giải thích cho mình từng món bao gồm những gì bên trong, cách làm, ăn ra sao. Mình có khoai tây, bánh mì, bánh xếp, phục vụ với lại 25g trứng cá tầm Celac Orchestra. Và cái muỗng múc đó là làm từ vỏ chai sa cừ. Mình có kêu thêm một món đính kèm là nhím biển cầu gai với lại trứng cá tầm, ăn với lại bánh tráng đen. Khoảng caviar khai vị thì ai thích gì ăn đó. Mình bỏ lên một miếng khoai tây, miếng bánh mì, miếng sốt và rau trứng cá tầm. Ăn xong thì họ sẽ chế một cái khăn giấy nóng cho mình để lau tay. Trứng cá tầm được dùng với lại muỗng, giỏ, chai xà cừ chắc để cách nhiệt. Với lại họ sợ mình ăn dơ tay nên là cho mình lau tay sau khi ăn đó mấy bạn. Cho thêm không đặc của nhà hàng là cá halibut, cá bơn với lại trứng cá tầm ở trên caviar. Món này thì cũng được phục vụ với lại cái nĩa bằng vỏ con chai sa cừ. Chắc tất cả những món mà có đụng tới trứng cá tầm caviar đó là họ đều có bộ đồ ăn vỏ con chai sa cừ cho mình. Cái này cũng là thêm một món side dish của nhà hàng, mình không cần đặt. Đó là 2 loại bánh mì với lại 3 loại bơ. Một loại là bơ lavender, bơ có trứng cá tầm và bơ cà chua. Dĩa đầu tiên của mình kêu là heirloom tomatoes, là cà gia truyền mấy bạn, được phục vụ với lại trứng cá tầm ở bên trên. Thì cái thực đơn mà món lẻ đó thì có khoảng 5-7 món thôi. Còn cái phần lớn thực đơn là nằm ở trong cái bộ ba món $175. Thì món kế của mình đó là món bluefin tuna, cá ngừ dây xanh với lại cái nấm truffle đen của Úc. Món này là thịt bò wagyu, dưa leo với lại tủy xương, có thêm chút trứng cá tầm ở bên trên nữa mấy bạn. Được trang trí xung quanh đó là cái đồ chua với lại họ rải một chút muối ở bên trên cái thịt bò wagyu sống. Ở xung quanh đó, cái đó không phải màu nâu, không phải là sô-cô-la mà là cái bánh kiều mạch with bớt các mấy bạn. Với cái số lượng món lẻ rất là ít, 5-7 món, mà cái số lượng món mà nằm ở trong cái bộ 3, 6 course hay là 3 course đó, cho mình nó rất là nhiều. Nó nhà hàng giống như là mà muốn mình phải mua cái bộ 3 3 course là $175 hay là bộ 6 course là 400 mấy đô. Nhưng mà cái thịt bò wagyu này mình phải thêm tiền phí là $45. Món này là cua king crab, họ làm rất là thơm. Chắc có nướng một chút ở trên, với lại ở trên là bánh gạo, rải hoa với lại một số phụ kiện khác. Còn phần mình thì mình ăn cái sò điệp scallop nướng sơ qua, bên dưới là bắp xào với lại đậu que. Ở trên họ chế một loại nước sốt xanh đặc biệt nữa. Món thứ hai khách mời của mình kêu đó là món dâu kèm với lại bánh mì lên men brioche. Thì bánh mì này họ cuộn lại nên nó giống như là nem nhưng mà cái đó là bánh mì lên men brioche mấy bạn. Món này thì tính thêm 25 đồng. Món thứ ba khách mời mình gọi là món thịt cừu với lại phô mai sữa dê, nhưng mà họ có rải một số gì giòn giòn giống như trứng cá ở bên trên nữa. 15 đô bộ 3 món, mình kêu 3 món mặn cũng được, nhưng mà mình muốn kêu thêm 2 món cuối là món tráng miệng. Món này là món bánh sô-cô-la với lại kem. Nếu mà mình kêu hết 3 món mặn thì nhà hàng vẫn cho mình một số món tráng miệng vào cuối bữa tiệc. Và hôm nay là sinh nhật của mình, thành ra là nhà hàng tặng cho mình thêm miễn phí một cái dĩa bánh với lại một cây đèn cầy mấy bạn. Thế là xong ngày sinh nhật của mình, tốn hết 1.100. Thôi về nhà ăn mì mẹ nấu miễn phí.